Xin chào các bác, em là Linh Đồ Đồng đây ạ. Thì video hôm nay là em sẽ giới thiệu đến cho các bác, đây là bộ cuốn thư câu đối. Đây là bộ nằm trong top những cái mẫu đẹp nhất và mới nhất của năm 2022. Thì em sẽ cho các bác xem chi tiết. Đây là bộ được chế tác từ đồng vàng, đây là nguyên tấm đồng vàng nha các bác. Cái này là nguyên một tấm. Và đằng sau là có dàn xích sắt, dàn những cái cột sắt để cho nó có thể cố định được cái tấm cái bộ cuốn thư này lên trên tường này các bác. Và đây là nguyên một tấm đồng vàng, là sau khi là bên em làm xong, là chạm khắc những cái họa tiết xong là bên em sẽ phủ một lớp màu hun nâu. Hun một lớp màu hun nâu, sau đó là phủ bóng để cho giữ một cái độ bền nhất cho màu. Thì các bác có thể xem kỹ từng họa tiết này. Đây là những họa tiết được chạm khắc từ những nghệ nhân bên em. Đây là những nghệ nhân lành nghề bên em. Thì xưởng của em cũng đã hoạt động được đến nay là cũng phải đến 30 năm rồi, nên là những người thợ bên em là tay nghề rất là cao. Các bác là cứ yên tâm khi mua sản phẩm bên em. Này các bác xem chạm khắc này, từng đường vây rồng này các bác nhìn kỹ này. Từng đường vây rồng và cho đến những cái họa tiết xung quanh. Đây là họa tiết thanh kiếm đang cắm xuống cái cuốn thư các bác nhìn này. Đấy. Các bác cứ nhìn kỹ cho em những cái đường vân họa tiết này, như những cái lá này, những người thợ bên em là họ chạm xuống rất là đều. Đây những bông hoa các bác nhìn này. Những cái sản phẩm bằng đồng mà một cái tấm đồng nó mỏng như thế này mà những người thợ bên em là họ chạm xuống rất là chuẩn chỉ. Và ở chính giữa câu đối đây là ba chữ Quang Lưu Đức. Thì đọc theo chữ nôm thì mình sẽ đọc ngược lại là Quang Lưu Đức, nếu như mà cái bộ chữ Việt thì sẽ là Đức Lưu Quang. Nhưng mà hai cái cụm từ này thì nó vẫn là có một ý nghĩa giống nhau. Còn nên là các bác cũng không cần phải quan ngại về cái vấn đề là chữ nó bị ngược hay là như thế nào. Bởi vì xưa nay là đã làm như vậy rồi. Em sẽ cho các bác xem hai câu đối hai bên. Ở chính giữa đây là rồng, được chạm khắc con rồng. Thì hai câu đối hai bên thì mỗi bên sẽ là hai tứ linh. Nguyên cái bộ này là hai câu đối sẽ là gồm đầy đủ cả bốn tứ linh, cũng như là mang cho các bác một cái phong thủy trấn trạch và cũng đem đến rất nhiều tài lộc khi các bác sở hữu cái bộ cuốn thư này. Đấy, tầng đường vân rồng này các bác nhìn này, rất là chuẩn. Về cái câu đối thì nó sẽ dày hơn cuốn thư một chút. Và đây cũng là mấy chữ như các bác xem này. Đây là có cả chữ nôm và chữ Việt để cho các bác dễ đọc luôn. Các chữ tổ tông, công đức, thiên niên thịnh. Đây là một vía của câu đối. Và các bác nhìn ở dưới đây là hình ảnh của Kỳ Lân, cũng là một trong tứ linh. Thì bây giờ là sang bên câu đối bên này. Đây là Phượng. Ở trên đỉnh là Phượng, là trong tứ linh là Long Lân Quy Phụng. Thì Phụng ở đây là Phượng. Và câu đối còn lại là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Đây các bác xem kỹ từng cái chữ bên em là được chạm khắc xuống như thế nào, rất là chuẩn chỉ. Và cuối cùng đây là một trong tứ linh cuối cùng, đó là Rùa, gọi là Quy. Đọc theo tên tứ linh thì nó là Quy. Đây là chi tiết về những cái thông số bên ngoài của cái bộ cuốn thư mà em giới thiệu đến các bác. Đây cũng là mẫu cuốn thư gần như là nằm trong cái top đẹp nhất của năm 2022. Và là mẫu cuốn thư mới nhất. Mẫu cuốn thư màu hun nâu, chữ vàng trên nền nâu rất là đẹp nha các bác. Bác nào mà muốn quan tâm, các bác để lại số điện thoại bên dưới, em sẽ chủ động liên hệ và tư vấn cho các bác. Hoặc các bác liên hệ với em qua số điện thoại 0911 740 569. Em cảm ơn các bác đã xem video. Em chào các bác ạ.